Sau đây sẽ là một phần tài lễ độc lạ của giọng ca bí ẩn số 3. Để sẵn mai là chưa làm gì thêm. Trời ơi, tôi đề nghị một cái máy quay cận lên trên. Cái gì vậy? Tại sao vậy? Ở đây có cái sao select nha. Sao select? Sao select là gì? Lock, lock, lock ít đi nha. Để tôi đọc cho bạn. Thơ mà má đọc mà má rặn từng chữ. Bó hoa nhìn rất là hay. Ở đây có cả rau xà lách nha. Rau này lợi ích đủ mà, tốt cho sức khỏe, má anh rất cần. Bác thấy nó lãng rồi nha. Vì người anh rất là thân, thường hay cãi vã, vẫn cần đủ điều. Nó lãng nữa nha. Thơ bắt đầu nó không vô vấn đề lắm nữa rồi đó. Nên em đâu dám làm liều, tặng anh bông cải để nhiều điều may. Tặng anh là phía sau nữa kìa, phía sau nữa kìa. Hàn Quốc quả quê Hàn Quốc quê chị đi này, đặc trưng có nấm kim chi tặng kèm. Nhìn anh ai ấy cũng thèm, tặng anh bó ớt làm lem 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 bèm cho là tặng quả ớt lem bèm cho vui. Chữ nó hơn chữ bác sĩ nữa. Nói chung rau tốt cho tươi, mong là anh sẽ mến người tặng rau. Ok. Đó, em rất là thích những cái món quà mà nó độc đáo như vậy nè. Cái này đem bỏ nồi canh ngon à. Và với một cái người như thế này, các anh chị nghĩ có người ta hát hay hay không? Em nghĩ là chắc chắn hay. Đây là một cái sự tinh tế. Cái gu này là Khánh Ngọc thích lắm đây nè. Sao cái gì cũng của em vậy? Cái là gu của anh. Gu của anh? Không phải. Giọng hát này là gu của anh. Gương hát mà làm sao mà biết gu chỉ ta. Chỉ cần một nốt thôi. Đấy. Tôi rất thương cho ông anh tôi. Có tầm nhìn dữ lắm. Lên sân khấu chiêu trò dữ lắm. Giờ còn 400. Rồi nấu chuyện gì với thế giới đúng không anh? Vì vậy cho nên chương trình đã hiểu được tâm lý của người chơi. Luôn luôn có dòng gọi là sổ tiết kiệm may mắn. Nhưng nói như vậy ông anh tôi cũng đừng vội mừng. Bởi vì trong năm cuốn này chỉ có một cuốn có tiền. Anh là người ít tiền nhất nên em ưu tiên cho anh trước nè. Đây là được. Cố lên anh Kiệt ơi. Bây giờ Kiệt sẽ bóc cái nào rồi. Đầu tiên hay chính giữa hay là thứ hai hay thứ ba hay thứ năm? Đầu tiên. Em nghĩ là chắc là chương trình sẽ cứu vớt anh nên kêu khán giả nói đầu tiên đó. Khán giả có thể là cứu vớt không? Bây giờ nghe lời dưới đi ha. Bây giờ vậy nè. Heo, anh Kiệt anh khó chọn quá. Em cho mọi người chọn đi rồi dư cái gì trả cho anh. À cũng được, ok. Đây. Đó là phải từ từ, đây đại gia mà. Dạ, nhưng mà chị là phụ nữ, em phải ưu tiên cho phụ nữ chứ. Ủa thì lấy đại cuốn, đâu có biết được cuốn nào là cuốn nào đâu. Ủa, 6 cuốn lần hả? Dạ, một cái là của em. Ồ, dạ. Rồi, nói về anh chàng số 3, ai có hứng thú cho một con số? Bắt đầu. Em rất là tò mò, anh Nhật tin anh sẽ cho bao nhiêu tiền? Trời ơi, thấy ghét không? Thấy ghét thiệt chứ. Để coi. 3, 1, 2, 3, xoay. Wow.
Akira 500, anh Nhật Tinh Anh 990 triệu. Là chỉ có chừa là cho mình 10 triệu thôi. Đúng là cái người đàn ông phải không? Gu của mình là đẩy tới trời hết. Đúng. Nhưng however, sao à, được Khánh Ngọc 1 tỷ 50. Vẫn còn một người huyền bí âm thầm không quay không cái máy ra. Không nói gì hết. Không nói gì. Một là anh ta không có cái gì để quay. Hai, anh ta đã được cấp vốn để hồi sinh và anh ta đang có một con số rất là ngon lành, anh ta chưa muốn đưa ra. Ủa bây giờ cấp vốn là 500, 400, có 900 thôi, cũng chớp lại ai á. À, để coi quay coi được nhiêu nha. Anh đừng làm khán giả hồi hộp, anh này chiêu quá chiêu à. 300. Một số tiền khá là khiêm tốn phải không anh? Chúng ta hiểu là sổ tiết kiệm không giúp được gì cho anh. Tại vì cái này cái gu này không phải gu của anh. À. Chân nhân bất lộ tướng hiện giờ chưa biết là có nhận sổ tiết kiệm hay không nha. Nhiều tiền để làm gì? Để trả thắng tới 50 thôi. Chúc mừng Khánh Ngọc, bạn thuộc về Khánh Ngọc. Và bây giờ xin mời bạn số 3 biểu diễn. Nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày anh giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Ta có anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng mai sớm đôi trời đã tan, ta vẫn vơ bàn tay em lót. Bao đổi thay em chưa thể hiểu, ôi câu ca dâng dận mà thương, mà thương. Thương ta lại đi
giờ còn chờ gì nữa, bình chọn trước đi quý vị ơi. Bình chọn. Bình chọn. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt nha. Quá đặc biệt. Em phải nghi ngờ cái mắt của em, phải nghi ngờ cái lỗ tai của em. À, gì? Là gì? Nói lại. Lỗ tai. À, là. Em phải nghi ngờ lỗ tai của em phải nghi ngờ cái ánh mắt của em á. À, em phải nghi ngờ ánh mắt và lỗ tai của em đúng không? Đúng rồi. À, nãy anh tưởng em nói là ánh mắt của em phải nghi ngờ lỗ tai của em. Thì ai thông minh sẽ hiểu thôi. Ui, chị Khánh Ngọc ơi, em thấy chị là một người cực kỳ mát tai nhá. Đụng ai đó là đùng, đụng ai đó là đùng. Ồ, không thiệt, mát tai thiệt. Em là ai vậy cưng? Em tên là Trần Tùng Anh, năm nay em 25 tuổi. Em nói chị nói thiệt á. Em từ cái ngày nào đó mà em phát huy được những cái kỹ năng của em vậy? Chắc có lẽ là em do bẩm sinh của em mà. Từ nhỏ là hát được như vậy rồi. Không, mà em giọng cái cao, nhưng mà vấn đề là bình thường là trai giả giọng gái á, là nó hiện lên nó giả liền. Ví dụ giống như anh Trân Thành làm cũng hay, nhưng mà anh có thể làm được cái kiểu như là kỹ thuật. Có nghĩa là gì nè, làm vài nốt trong một cái khoảng nào đó thì được, còn để hát một bài mà để mượt, quan trọng là cái mượt mà thì nó không cái, được. Cái nắng nốt á, mấy cái chữ nhỏ, trời ơi, cái nốt mà khó đó, phụ nữ cũng không có làm được như vậy, khó lắm á. Em lên được cái nốt nào cao nhất của em là nó là trời ơi, muốn nhíp lên. Đâu nói kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có. Và tôi nghĩ là chắc là hơi mệt mệt cho hơi mệt một. Mệt à. Nhưng mà thưa quý vị, ủa, người ta ca cải lương, bên này cái âm hưởng dân ca, hai trường phái khác nhau. Mời em trai ra đây. Tôi nghĩ là hiện tại chưa ai có đủ khả năng để thuyết phục được Khánh Ngọc nhượng lại bạn số 3. Chưa biết cả nhà. Ồ, có đại gia nói chưa biết à nha. Vậy ai muốn mời lại bạn số 1 về cho đội của mình ra giá với Khánh Phương? Ra giá đi, ra giá đi. Nhật Tuấn Anh ra giá 990. Akira Phan cũng giá 990. Căng thẳng à. Wow. Và anh tôi, người có tầm nhìn xa trong rộng, chắc cũng không có tiền để nói chuyện ở trong vòng này. Tôi cũng không để hỏi thêm. Vâng. Bây giờ anh Nhật Tinh Anh với lại Kira Phan hãy chia sẻ cái quan điểm của mình để thuyết phục Khánh Phương nhường lại bạn số 1 cho hai anh. Dĩ nhiên Khánh Phương sẽ có thêm vốn để có thể đấu lại với Khánh Ngọc. Giọng hát của bạn Tùng Anh này rất là đặc biệt, Nhật Tinh nghe được liền. Bạn đầu tiên mà hát cải lương thật sự cũng quá tuyệt vời, rất là xuất sắc. Giọng chắc, dày. Thì anh rất là mong muốn em Văn Hương sẽ về với anh. Ok. Còn Akira thì sao? Anh cũng đã thích em ngay từ đầu rồi, nhưng anh cũng cố gắng thuyết phục. Nhưng mà anh thấy là thuyết phục cũng không được. Anh Khánh Phương anh nhiều trò, anh kêu anh đẩy 700 bữa cho mình nâng. Anh thấy cảm giác anh Khánh Phương anh muốn gài anh vô cái gì đó. Nhưng mà thật tâm anh rất thích em ngay giọng đầu. Là em hát được cải lương, giọng rất là ngọt ngào, đi vào tấm lòng của anh. Khi mà anh đến với em bằng tình cảm thì em biết là dù em có như thế nào anh cũng không bao giờ bỏ được em. Như nói chuyện như một bông hồng. Thưa quý vị, cả hai người đều rất chân thành. Nhưng tôi chỉ nói rằng hình như họ thuyết phục sai đối tượng. Cái người cần thuyết phục là Khánh Phương chứ không phải thằng nhỏ. Anh Phương đang nợ em một lời xin lỗi. Tại nãy anh đang gài em cái kia. Anh có thể anh giữ nhượng lại cho em. Trời ơi, thôi gài luôn. Trời ơi, gài, thấy sợ. Trước khi quyết định, Khánh Phương muốn hỏi ý kiến Văn Hương một lần nữa. Akira và Nhật Tinh Anh, thì em muốn về đội của ai? Không. Tự quyết định. Ok. Rồi, rồi giờ hiểu rồi.
ra đó, rất là thích cái thành ý của anh Nhật Anh. Nhưng mà vì đầu tiên anh trả giá 10 triệu cho nên là nhường cho ai kia đó. Chúc mừng anh kia đó Duyên nhượng thành công. Mời nhà đầu tư âm nhạc về với lại ca sĩ của mình. Thưa quý vị, đây là một trận đấu cực kỳ căng thẳng và nghẹt thở giữa hai trường phái âm nhạc khác nhau. Bạn Văn Hương nhận được số điểm cực kỳ cao là 90 điểm, gần như tuyệt đối. Còn bạn Trần Tùng Anh, số điểm bạn được bình chọn là